Vào khoảng hơn 9 giờ tối ngày 13 tháng 5, anh Trần, một chủ xe ô tô 21 tuổi chẳng may đã lao thẳng xe lên đường dây của tuyến đường sắt nhẹ khi đi qua ngã tư giữa đường Tà Xuân và Rự Chuyến ở thành phố Cao Hùng. Khi cảnh sát đến hiện trường tìm hiểu, anh cho biết vì vừa tan ca có chút mệt mỏi nên hơi mất tập trung mới xảy ra sự cố. Và chính vì thế cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến đường sắt nhẹ Cao Hùng trong 40 phút. Theo phân đội, cảnh sát tàu điện Metro Cao Hùng cho biết qua kiểm tra cho kết quả nồng độ cồn của tài xế này bằng không. Cảnh sát đã lập biên bản cảnh cáo vi phạm luật tàu điện và phương tiện giao thông công cộng đối với anh Trần. Theo đó, tài xế này có thể phải chịu mức phạt cao nhất là 7.500 đài tệ. Cảnh sát cũng cho biết, trên tuyến đường sắt nhẹ cao hùng đoạn dọc theo đường Ta Xuân, trong đó đoạn ngã tư cắt giữa đường Ta Xuân và đường Chiều Rú thường xuyên xảy ra tai nạn lao nhầm lên đường dây. Lưu lượng xe cộ tại đây cũng khá đông. Theo người dân cho biết, cứ lâu lâu tại đây lại xảy ra tai nạn và cho rằng đó là do biển báo chỉ dẫn không rõ ràng hy vọng sẽ được cải thiện người dân cũng phản ánh rằng ngoài ra còn do các vấn đề như ý thức giao thông của người điều khiển phương tiện kém không quan sát kỹ biển báo cũng có người cho rằng các hệ thống tàu hiện nay hầu hết được xây ngầm dưới đất trong khi tuyến đường sắt nhẹ xây dựng trên mặt đất gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác theo thống kê, trong gần một năm nay có tổng cộng 31 vụ tai nạn va chạm trên toàn tuyến đường sắt nhẹ cao hùng, trong đó có 18 vụ xe cộ lao nhầm lên đường dây. Vì vậy, cảnh sát kêu gọi người điều khiển phương tiện cần chú ý khi đi qua đoạn đường này để tránh nguy hiểm và bị xử phạt.